Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Chiemin S2. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về chia min S2 cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần sorbitol, Glycin L-Arginine HCL L-Histidine HCL L-Isolucine L-Lucine L-Lysine HCL L-Methionine L-Phenylalanine L-valine. Chỉ định. Chấn thương nặng, phỏng, kém dinh dưỡng sau phẫu thuật, nhiễm trùng nặng. Rối loạn tiêu hóa và hấp thu. Dinh dưỡng kém và suy nhược cơ thể. Chống chỉ định. Chống chỉ định ở những bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, bệnh nhân bị hôn mê gan và rối loạn chuyển hóa axit amin. Chú ý đề phòng khi sử dụng. Thận trọng với những bệnh nhân bị nhiễm toàn máu bệnh nhân bị suy tim sung huyết tiêm tĩnh mạch thật chậm chỉ dùng khi thuốc hoàn toàn trong suốt tuyệt đối không dùng phần dịch còn lại của phần sử dụng trước tương tác thuốc không trộn thuốc này với thuốc khác liều lượng sử dụng tiêm truyền tĩnh mạch chậm nhà sản xuất đài loan hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm chiemin S2 đồng thời biết cách sử dụng chiemin S2 sao cho đúng và hiệu quả nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham